Mến chào và xin cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi video của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và review cũng như hướng dẫn chia sẻ về kỹ thuật chơi audio được cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Và quý vị và các bạn đang xem chuyên mục review và khám phá thiết bị audio. Chuyên mục này được phát vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong video ngày hôm nay thì Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách nghe nhạc hay, hát karaoke hay từ TV Internet. Xin mời quý vị và các bạn quan tâm chúng ta cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đều biết là với cái nguồn nhạc chuyên nghiệp mà trong những năm vừa qua chúng ta đã sử dụng rất tuyệt vời, đó là những chiếc đầu đĩa CD, những chiếc đầu karaoke 5 số, những nơi phát ra âm thanh đầu tiên thì chúng ta gọi là chung là cái nguồn nhạc. Với cái nguồn nhạc chuyên nghiệp như vậy thì cho đến ngày nay nó đã trở nên lỗi thời, là bởi vì anh em đã thường dịch chuyển lên mạng Internet. Với nguồn nhạc mạng Internet thì nó phong phú hơn, nó phổ biến hơn, nó đa dạng hơn và chất lượng âm thanh cũng ngày càng cải thiện tốt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn có thể thấy rõ là với những cửa hàng đĩa 5 số, những cửa hàng đĩa CD đã biến mất hoàn toàn do cái nhu cầu của người dùng đã không dùng nữa. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu video ngay bây giờ thì Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn 3 cách để kết nối âm thanh từ TV xuống dàn âm thanh, bao gồm cả dàn âm thanh nghe nhạc và dàn âm thanh hát karaoke. Quý vị và các bạn đang thấy ở đây tôi để vài thiết bị để làm ví dụ. Đây là những thiết bị mà tôi cho là nó đã lỗi thời. Ví dụ như là những chiếc đầu MD, những chiếc đầu mini disc có chức năng giải mã DC, anh em thường gọi là đầu giải mã DC tích hợp. Với những thiết bị này thường là hàng bãi của nội địa Nhật, nội địa Mỹ, với những năm sản xuất từ khoảng những năm 90 cho đến những năm 2000 thì nó đã khá lỗi thời. Với những thiết bị này thì nó hoạt động từ khoảng 16 bit, 18 bit cho đến tối đa là 20 bit mà thôi. Ngay cả những chiếc đầu CD có tích hợp tính năng giải mã DC thì nó cũng chỉ được 18-20 bit mà thôi. Và với những đĩa CD thì gần như chúng ta không thể mua được đĩa gốc nữa rồi, phải không nào? Và những có rất nhiều các anh em sử dụng một chiếc equalizer là một chiếc lọc xì để nâng cấp, để tăng cường cái tiếng bass mid check của dàn âm thanh. Tuy nhiên thì với những thiết bị này thì nó sẽ, thứ nhất là nó hay bị méo tiếng, thứ hai là nó hay bị sôi xì khiến cho dàn âm thanh của chúng ta rất khó chịu. Tóm lại là những chiếc đầu CD, những chiếc đầu giải mã DC, những chiếc equalizer nó đã trở nên lỗi thời. Và thay vào đó là chúng ta sẽ chơi nhạc từ TV Internet thông qua những thiết bị đầu giải mã DC, anh em thường gọi là đầu đắc thế hệ mới nhất. Thì chúng ta sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn 3 cách để kết nối từ TV Internet xuống dàn âm thanh, bao gồm cả dàn âm thanh nghe nhạc và dàn âm thanh hát karaoke, thì chúng ta đều sử dụng với 3 cách này. Trên một TV Internet bất kỳ thì chúng ta sẽ thấy là có 2 cổng kết nối âm thanh cơ bản. Cổng thứ nhất là cổng 3.5 ly ở đây. Cổng 3.5 ly thì chúng ta sẽ kết nối cái jack 3.5 ly vào đây. Chúng ta nhìn thấy giống một cái jack tai nghe ở đây, jack phone. Với cổng 3.5 này thì hãng đã thiết kế sử dụng để phục vụ cho những anh em nghe nhạc thông qua một chiếc tai nghe để tránh làm ảnh hưởng đến người khác nghe cá nhân. Đây là mục đích chính của jack tai nghe 3.5 này. Mục đích của jack này sử dụng để nghe tai nghe, không phải để truyền dẫn xuống dàn âm thanh. Tuy nhiên nếu như chúng ta truyền dẫn xuống dàn âm thanh thì chúng ta vẫn nghe được âm thanh, tuy nhiên thì âm thanh nó không tốt lắm. Và một cổng thứ hai mà tôi gọi đây là cổng âm thanh chuyên nghiệp, đó chính là cổng optical. Hãng có thể đề là optical out hoặc là audio digital output. Thì đây là một cổng cho tín hiệu optical, là dạng ánh sáng quang chuyên nghiệp. Và với cổng âm thanh này thì chúng ta sẽ có được âm thanh tốt hơn rất nhiều so với cổng 3.5. Một số thế hệ TV mới nhất bây giờ thì hãng bỏ luôn cái cổng 3.5 này rồi, cho nên chúng ta sẽ chỉ còn cổng optical nghe nhạc chuyên nghiệp này mà thôi. Bây giờ thì Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối từ một chiếc TV Ethernet. Phương án thứ nhất là kết nối từ cổng 3.5 vào jack tai nghe này. Và phương án thứ hai thì Dũng sẽ lấy một dây optical và hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối đến một dàn âm thanh thông qua đầu giải mã DC tối giản. Tôi dùng từ tối giản là bởi vì cái hộp này nó rất rẻ tiền, nó chỉ có 100-200 ngàn thôi. Chúng ta cũng xử lý được âm thanh, tuy nhiên thì nó không hay. Và cách thứ ba thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách nghe nhạc chuyên nghiệp thông qua đầu giải mã DC, đầu đắc chuyên nghiệp. Tôi đang để một chiếc TV Internet quay về phía kia và nó đang hoạt động. Tín hiệu tôi truyền thông qua một chiếc
một đoạn dây 3.5 ly chuyển đổi ra hai bông sen như thế này. Tôi tin là đã có rất nhiều các anh em sử dụng với cách này để nghe nhạc hoặc hát karaoke. Chúng ta sẽ nghe thử với âm thanh của hệ thống âm thanh này trước. Quý vị và các bạn có thể xem chi tiết những sản phẩm audio tại trang web chính thức tiendungaudio.com. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Và luôn tại đây thì Tiến Dũng cũng xin phép giới thiệu đến quý vị và các bạn về trang web chính thức tiendungaudio.com của chúng tôi. Trang web tiendungaudio.com được cập nhật liên tục các sản phẩm audio chính hãng tuyển chọn như đầu giải mã DAC 32 bit nhạc chất lượng cao, loa Bluetooth thế hệ mới nhất, loa nghe nhạc, âm ly, thiết bị karaoke. Lưu ý để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, quý vị xem tại website chính thức tiendungaudio.com có dấu tích xanh do Bộ Công Thương cấp với mã số thuế là 843-411-6795. Hoặc quý vị cũng có thể theo dõi chúng tôi trên YouTube và Facebook Tiến Dũng Audio Sài Gòn, được cập nhật liên tục hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Xin cảm ơn. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh trực tiếp từ cổng 3.5 của TV Ethernet đến trực tiếp âm ly. Ở đây chúng ta cũng nghe được âm thanh, tuy nhiên thì âm thanh nó không hay là bởi vì cái chip giải mã ở bên trong cái TV nó không xịn, không chuyên nghiệp. Bây giờ thì Dũng sẽ kết nối một chiếc hộp giải mã DC bình dân vào đây để quý vị và các bạn thấy được âm thanh. Kết nối điện vào đây và chúng ta cần một cái dây optical để kết nối từ cổng quang optical của TV Internet vào đây. Chúng ta sẽ kết nối cái đầu giải mã DC, cái hộp chuyển đổi quang này, kết nối vào dàn âm thanh. Quý vị và các bạn đang nghe được âm thanh từ một chiếc đầu giải mã DC tối đặc. Ở đây chúng ta thấy âm thanh cũng khá tốt. Đối với những anh em không có cổng 3.5 thì bắt buộc chúng ta cần phải đầu tư một chiếc đầu giải mã DC. Nếu bình dân vài 300 ngàn thì quý vị và các bạn sử dụng những hộp này cũng giải quyết được cho có âm thanh. Tuy nhiên thì âm thanh của nó không hay. Ngay sau đây thì Tiến Dũng sẽ so sánh đầu giải mã DC bình dân này với một chiếc đầu giải mã DC chuyên nghiệp để quý vị và các bạn cùng cảm nhận về âm thanh. Đây là âm thanh của chiếc hộp giải mã DC này. Tôi sẽ kết nối cái giải mã DC này trước đi. Đây là chiếc Tobin D50S. Với chiếc Tobin D50S này thì đây là một chiếc đầu giải mã DC 32 bit nhạc chất lượng cao. Quý vị và các bạn đang nghe là âm thanh của Tobin D50S. Của Tobin D50S, một chiếc đầu giải mã DC chuyên nghiệp chỉ phân khúc giá ngoài 5 triệu. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lại với đoạn nhạc trực tiếp từ giọng 3.5 và chúng ta sẽ so sánh về sự khác biệt giữa âm thanh. Đây là âm thanh trực tiếp từ TV Internet thông qua âm ly. Ở đây quý vị và các bạn thấy âm thanh nó nghèo nàn hơn, tiếng nó nhỏ hơn và cái nhạc tính nó không có, nó không len keng lóc cóc. Thank you.
ta sẽ nghe lại với tốc bình D5S một lần nữa. Ở đây quý vị và các bạn thấy biên độ âm thanh nó mạnh hơn rất nhiều, tiếng nó rõ hơn rất nhiều, phải không ạ? Đó là sự khác biệt giữa việc kết nối trực tiếp thông qua cổng 3.5 từ TV Internet để nghe nhạc hoặc hát karaoke. Và phương án thứ hai thì Dũng vừa test để quý vị và các bạn cùng cảm nhận, đó là từ một hộp chuyển đổi quang với chi phí chỉ vài trăm ngàn. Tôi gọi đây là đầu giải mã DC tối giản, là bởi vì âm thanh với những linh kiện ở trong này nó rất đơn giản, nó chỉ giải quyết cho chúng ta có âm thanh mà thôi, chứ âm thanh nó không hay và các biên độ âm thanh nó nhỏ, chưa kể là có rất nhiều hộp âm giải mã này nó bị sôi do chất lượng nó không tốt, nó bị sôi xì, rất có thể nó sẽ làm nguy hại đến những dàn loa và âm lý đắt tiền mà anh em đã đầu tư. Và tôi nhận thấy là có rất nhiều các anh em đã mua những cặp loa rất xịn sò 1, 2, 30 triệu, những âm lý rất xịn sò 1, 2, 30 triệu, à, có những dàn âm thanh lên đến vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, nhưng lại đi lụy thuộc vào một chiếc hộp giải mã với chỉ vài trăm ngàn như vậy thôi. Thì điều này sẽ rất thiệt thòi cho dàn âm thanh của chúng ta, là bởi vì quý vị và các bạn đều biết là với những chiếc đầu giải mã DC, chúng ta dùng chung từ là cái nguồn phát nó sẽ chiếm đến 30% chất lượng âm thanh trên tổng bộ dàn. Và một dàn âm thanh có chất lượng âm thanh tốt thì chúng ta sẽ nhận được cái âm thanh ở loa tốt hơn rất nhiều. Ở đầu nguồn chúng ta chỉ thay đổi một chút thôi, thì ở cuối nguồn, tức là ở loa, chúng ta đã nhận được âm thanh sự khác biệt hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nghe lại một đoạn nữa với việc kết nối trực tiếp từ TV và kết nối gián tiếp từ đến một chiếc đầu DAC để có âm thanh tốt hơn. Quý vị và các bạn hãy nhớ like và đăng ký kênh để thường xuyên nhận những video mới nhất do tôi thực hiện hàng ngày vào lúc 11 giờ trưa. Và hãy để lại bình luận của mình với những ý kiến của mình về các thiết bị âm thanh cũng như là việc các kinh nghiệm chơi âm thanh chúng ta cùng chia sẻ. Đây là âm thanh trực tiếp từ cổng 3.5. Và đây là âm thanh gián tiếp thông qua đầu giải mã DC. Ở đây chúng ta thấy âm thanh rõ nét hơn rất nhiều, các nhạc cụ được thể hiện chân thật hơn rất nhiều, và đặc biệt là cái biên độ của tín hiệu nó cũng mạnh hơn rất nhiều. Biên độ ở đầu nguồn nó mạnh thì âm ly của chúng ta nó hoạt động sẽ nhàn hơn, loa hoạt động sẽ nhàn hơn, chúng ta sẽ không cần phải vặn lớn cái nút volume của cái âm ly lên. Bây giờ Tiến Dũng sẽ test một chiếc đầu giải mã DC nữa để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Tôi sẽ test để xem mà quý vị và các bạn cùng trải nghiệm chiếc đầu giải mã DC của thương hiệu FIO model K7BT. Với chiếc này mức giá chỉ ngoài 6 triệu. Đây là những thiết bị sẽ thay thế hoàn toàn cho những chiếc đầu đĩa, những chiếc đầu 5 số. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh của FIO K7BT. Như vậy chúng ta thấy khi qua một chiếc đầu giải mã DC nhạc chất lượng cao chuẩn 32 bit thì âm thanh rõ nét hơn rất nhiều. Và với FIO K7BT với mức giá chỉ nhỉnh hơn chiếc tốc bình D5S khoảng hơn 1 triệu thôi, nhưng âm thanh quý vị và các bạn cũng đã thấy là nó có sự khác biệt rất đáng kể. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thưởng thức một đoạn nhạc chất lượng cao thông qua một chiếc điện thoại và thu sóng Bluetooth vào chiếc FIO K7BT này. Quý vị và các bạn đang nghe âm thanh chất lượng cao từ một chiếc điện thoại. Thank you.
dòng đời trôi dần trôi, nắng mưa đã thay mây mù, nhìn bàn tay già nua ước mơ khi nào cho vừa. Ở đây quý vị và các bạn thấy âm thanh nó rất rõ nét, nó còn âm thanh còn tốt hơn cả từ TV Ethernet thông qua cổng quang, bởi đây là một app nghe nhạc chất lượng cao với chi phí chỉ trên 50.000 một tháng, chúng ta có hàng trăm triệu bài hát, âm thanh rất tuyệt vời và nghe nhạc chuyên nghiệp. Luôn tại đây thì Tiến Dũng sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách sử dụng một chiếc đầu giải mã DC rất đơn giản, và tôi tin là bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể sử dụng một cách dễ dàng. Tiến Dũng xin nhắc lại một lần nữa là với một chiếc đầu giải mã DC thì nó sẽ phù hợp cho cả dàn âm thanh nghe nhạc và cả dàn âm thanh hát karaoke. Với những chiếc đầu đĩa thì chúng ta sẽ phân biệt là giữa việc nghe nhạc và hát karaoke. Còn đối với những chiếc đầu giải mã DC là những chiếc đầu đắt chuyên nghiệp thì chúng ta không cần phân biệt. Tất cả những tín hiệu chảy qua chiếc đầu giải mã DC thông qua Bluetooth từ điện thoại, thông qua optical từ TV, thông qua cổng USB từ máy tính, nó đều có thể giải mã được và chúng ta truyền dẫn tín hiệu này đến dàn âm thanh vừa nghe nhạc và vừa hát karaoke. Với một chiếc đầu giải mã DC bất kỳ thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến những việc sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ kết nối nguồn điện. Những nguồn điện thường là sẽ là 5V hoặc 12V kết nối vào cổng DC. Trong trường hợp này với Fio K7BT thì sử dụng là 12V. Khi chúng ta mua cái đầu DAC này thì chúng ta sẽ có một chiếc adapter kèm theo như thế này. Đây là động tác tôi vừa cấp nguồn cho chiếc DC này. Động tác thứ hai, chúng ta sẽ cần có một cái dây optical là dây quang kết nối từ TV Internet. Đây là truyền tín hiệu số dạng optical truyền dẫn đến đầu giải mã DC. Quý vị và các bạn hình dung đây giống như là một chiếc đầu đĩa, và để chiếc đầu đĩa này hoạt động được thì đầu tiên chúng ta cắm điện và sau đó chúng ta bỏ đĩa vào cái đầu đĩa này. Tuy nhiên thì với đầu giải mã DC thì chúng ta kết nối cổng quang vào đây và không cần dùng đĩa nữa. Rất đơn giản phải không nào? Và từ đây thì chúng ta sẽ kết nối từ hai cổng LO, tức là xuất tín hiệu ra của cái đầu DC này. Tín hiệu ở đây quý vị và các bạn hình dung nó giống như là một chiếc đầu đĩa, và từ đây chúng ta truyền xuống dàn âm thanh bất kỳ, bao gồm dàn nghe nhạc và dàn hát karaoke. Như vậy là Tiến Dũng đã hướng dẫn quý vị và các bạn cách kết nối rất đơn giản phải không nào? Bất cứ ai cũng có thể thao tác được tại nhà mình mà không cần thuê mướn thợ. Đây là âm thanh từ một chiếc TV Internet. Và với chiếc đầu DAC Tobin D5S này cũng hoạt động tương tự như vậy mà thôi. Tiếp cận nguồn điện ở đây 5V. Chúng ta cũng kết nối cổng optical vào ngõ optical ở đây, và chúng ta cũng sẽ nhận được âm thanh ở hai cổng jack RCA này. Như vậy là việc kết nối đã hoàn tất, rất đơn giản phải không nào? Cắm điện 5V vào đây, cắm dây optical vào đây và chúng ta nhận được âm thanh, từ đây chúng ta truyền dẫn xuống dàn âm thanh. Rất đơn giản phải không nào? Và với những chiếc đầu giải mã DC này thì ngoài việc âm thanh của nó rất tốt thì cái độ bền, cái tính ổn định của nó rất cao. Chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Với những chiếc đầu đĩa thì chúng ta đều biết là nó có một hệ cơ rất phức tạp và hệ điều khiển rất phức tạp, cho nên độ bền của hệ điều khiển cũng như là độ bền của mắt đọc đĩa nó sẽ rất kém, nó sẽ không có tuổi thọ dài. Còn đối với những chiếc đầu giải mã DC thì cấu hình của nó đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ có phần bo mạch nhận vào tín hiệu số và giải mã âm thanh, cho nên độ bền, tính ổn định nó rất cao. Tuổi thọ trung bình của những chiếc đầu giải mã DC Hi-Res Audio chất lượng cao như thế này khoảng cỡ 10 năm cho đến 20 năm, nó rất bền. Với những sản phẩm này thì hiện nay thì Dũng cũng đang phục vụ với mức giá rất ưu đãi, với Tobin D5S mức giá chỉ 5,2 triệu và Fio K7BT mức giá chỉ 6,5 triệu. Đây là những sản phẩm tiên tiến nhất tại thời điểm này chúng ta có thể sử dụng để nghe nhạc và hát karaoke. Như vậy là Tiến Dũng vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về cách kết nối nghe nhạc hay hát karaoke hay từ một chiếc TV Internet thông qua 3 phương án. Phương án đầu tiên là chúng ta kết nối thông qua cổng 3.5 jack 3.5 là jack tai nghe như thế này. Phương án thứ hai, chúng ta sử dụng một chiếc hộp giải mã
hộp chuyển đổi âm thanh quang như thế này để giải quyết cho có âm thanh. Tuy nhiên thì âm thanh của nó sôi, tiếng của nó nhỏ và nhạc tính của nó không hay. Và ở phương án thứ ba là phương án mà tôi cho là tối ưu nhất bây giờ, là chúng ta sử dụng với những chiếc đầu giảm mã DC nhạc chất lượng cao 32 bit chuẩn HiRes Audio, tiếng của nó sẽ tốt hơn rất nhiều và độ bền của nó sẽ cao hơn rất nhiều. Tới đây thì Tiến Dũng xin kết thúc video này. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể truy cập trang web chính thức tiendungaudio.com để xem thêm rất nhiều các sản phẩm audio. Đường link tôi có để phía dưới phần mô tả. Và hãy kích vào màn hình chờ bên tay trái của quý vị và các bạn để xem thêm rất nhiều các mẫu đầu giải mã DC cũng như là những chia sẻ của Tiến Dũng về cách nghe nhạc, hát karaoke từ mạng Internet. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.